Khoảng 23 giờ tối ngày 16 tháng 2 năm 2014, tại thôn An Vĩnh, xã Tịnh Kỳ, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi, xảy ra vụ tai nạn giao thông làm một người chết, một người bị thương. Khi đó, bà Nguyễn Thị Liên, 54 tuổi, ở thôn An Vĩnh, xã Tịnh Kỳ, huyện Sơn Tịnh, đang đi bộ thể dục trước tiệm thuốc Tây của nhà mình, thì bị chiếc xe máy mang biển số 76 d 104068 do Lê Văn Nhân, 18 tuổi, ở thôn An Vĩnh, xã Tịnh Kỳ, chạy trên đường về nhà, đã bất ngờ tông trúng. Hậu quả làm bà Nguyễn Thị Liên chết trên đường đi cấp cứu lê văn nhân bị thương nặng